Mi ơi, anh về đây này. Mi ơi, con này đi đâu nhỉ? Mi, con này. Này, thế mày nãy giờ mày ngồi trong này mà tao gọi mày không lên tiếng hả? À, em chào anh. Anh cái gì mà anh hả? À? Anh làm sao đấy nhỉ? Tự dưng anh tắt tivi của em đi. Tao đang nói chuyện mà mày cứ dán mắt vào cái tivi thế à? Hả? Thế em mà anh đi chợ về lúc nào đấy? Em ra đây này. Tao vừa ra chợ mua tôm đấy. Có thấy mày không, nhớ hôm qua mày bảo thèm tôm cơ mà. Ai chà, anh nhớ kỹ thế nhỉ? Anh trai 10 điểm nhá, không có nhưng nha. Mày học đâu ra cái kiểu ăn nói chuyện nó cao là cấp thế hả? Thế em mà anh ơi, anh mua tôm về rồi nhá. Hay là hôm nay mình ăn cái món món gì nhỉ? Món gì mà nó độc lạ vào. Chứ ăn mấy cái món cua em chán rồi. Hay là mình ăn đồ Nhật nhá. Không thì ăn tôm sốt Thái. Chịu. Mày thích thì vào mà làm nhá. Nhà còn bao việc cái kìa. Việc nhà được rồi. Việc nhà hôm nay nhá. Em sẽ làm hết. Em làm toàn bộ luôn được chưa? Cái gì? Em làm toàn bộ luôn. Nhưng mà anh em chán là mấy món cũ lắm rồi. Anh làm món mới đi. Tao còn xem xét thái độ của mày nữa nhá. Thì em làm mà. Thì đi đi. Thì luôn. Trời ơi. Con này nó đến việc ăn cái là nhanh lắm nhá. Ê, con mua cái xe để suốt ngày hư. Này Mi ơi, ra bảo đây. Dạ. Dạ. Anh Tượng ơi, thế anh thấy từ nãy đến giờ em làm việc nhà có ok không anh? Kê cái gì mà kê. Này. Dạ. Nhớ lát nữa là vắt mấy quần áo đi nhá. Để nước lòng ba lòng bóng nên bao giờ mới khô. Anh ơi, thế hôm nay mình ăn món gì đấy? Tao đang tính là làm cái món gỏi rong nho tôm tươi ấy. Bây giờ tao ra chợ, nhớ nhà canh nhà đấy nhá. Ui rồi, cái gỏi rong nho đấy em chưa bao giờ em được ăn luôn. À có nghĩa là cái rong như cái cây nho đúng không anh? Lát ăn rồi biết, không phải nhiều. Mà này, à, nhớ là ở nhà đấy nhá. Anh yên tâm, việc nhà em làm hết mà. Tao về nhà mong thấy thì nhịn đấy. Vâng, à, anh đi cẩn thận nhá. Đấy, đi đây. Đi cẩn thận nhá. Ái chà, gỏi rong nho tôm tươi à? Nghe là đã thấy thèm, ôi giời, ôi cái bụng đói của tôi. Xem nào cây gì đây. Mi ơi, Mi. Ui, đây. Ai, vào đây, ngồi đây, ngồi đây chơi này. Đi chơi không? Cái gì, đi chơi á? Ừ. Không, hôm nay tao bận, đừng có rủ đi chơi. Thôi, nhà xem tivi làm gì, hỏng mắt. Ra ngoài bắt chuồn chuồn mới tới này. Này, chơi với người không chơi, mày toàn chơi với mấy cái con gì không có béo. Trời, tao bất mãn với được con chuồn chuồn, bây giờ lại phải đi tìm. Cậu đúng rồi. Không biết nó bay đầu rồi nè. Chán nhỉ. Có con chuồn chuồn này mà cứ lèo nha lèo nhèo. Úi xe, có con chuồn chuồn. Ngon nha. Thế cậu đi thật à? Anh nói là bận, hôm nay ở nhà anh Tượng làm món mới rồi không đi đâu. Món mới á? Ừ. Thế mà anh Tượng làm món mới mà không mời người ta. Thì bây giờ mời này, thế bây giờ có ở lại trong nhà với người ta không? Thì có. Có đồ ăn anh Tượng nấu là ở lại luôn. Ôi. Kem đi, kem mát lạnh thơm ngon đi, ai kem đi. Ôi giời, cô ơi nghỉ tí đi anh ơi, mệt lắm rồi. Sao đây? Mệt lắm rồi. Mệt lắm. Ui giời ơi, giờ anh đi từ đầu làng đến cuối làng mà bây giờ đến giờ là hai vòng rồi mà có cái ma nào mua đâu mà anh cứ bắt đi. Giờ mà bắt đi thì em gãy chân luôn anh ạ. Có đi một tí đã kêu mệt. Này. Ôi giời em xin. Nóng lắm. Sao hôm nay trời nắng thế này mà sao ít người mua kem của tao thế nhỉ? Do cái mồm thằng này này. Ăn thì nhanh mà nói bé như cái gì ấy. Đúng rồi. Này, có cả mày nữa đấy. Không phải mình tao đâu. Mày cái gì? Anh Tú. Sáng giờ nó có làm cái gì đâu. Này, ai bảo là tao không làm được cái gì? Thế cái xe này thì ai đẩy? Thôi lại các ông đi, đã mệt hết cả người. Các ông này còn cứ chi cha chi chia. Đau hết cả đầu. Tại thằng Kiệt. Tại mặt mày ấy. Thôi. Tại cả hai đứa mày được chưa? Ở thành phố lên là tao nói nhờ có một tí việc thôi là bắt đầu chùn hết tay hết chân xuống. Nhưng mà anh em đói lắm. Rồi như cách nào thì ăn giờ không đi. Nhưng mà đâu. Sáng giờ tao đã đi chợ được đâu. Sáng em chưa ăn cái gì rồi. Đã bán được cái kem nào đâu mà ăn. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ cách nào ăn tí chứ bây giờ đi làm sao được nữa. Có thực mới vực được đạo chứ. Thì tao cũng đói phải riêng chúng mày đâu mà. Đến giờ rồi. Đến giờ làm sao anh. Thì anh nghĩ cách thế nào. Được rồi. Đi. Tao đưa chúng mày đi ăn. Anh à. Ê, anh à.
Có tiền nữa hả? Tiền đâu? Sao? Giờ này đi ăn, không có tiền đi ăn cái gì? Sang nhà hàng Tượng ăn chơi làm gì mất tiền, đúng không? Đây, 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 đi, đi. Ái xà, thơm nha, trời ơi. À, đau, sao lại đánh tớ? Mày làm gì đấy? Hồi nãy đứa nào là đứa phản đối, bây giờ lại thò cái tay vào đây. Thì tớ thì sợ anh Tượng mắng thì... Sao mà mày nhát gan ấy nhở? Này, chỉ luộc có một vài con tôm để lót cái bụng đói, chứ có phải là luộc cả cái túi tôm đâu mà mày phải lo. Thì cho tớ xin một miếng thôi, một con thôi. Ôi giời ơi, từ từ lên nhà rồi ăn để bỏ ngay cái thói ăn vụng đi nha. Mày là mày chuyên gia mày ăn vụng nha. Tượng ơi, nói qua My ơi, anh Tượng ơi, trời ơi sao chưa đến bếp lúc lạnh tay đi nhở? Xong rồi, anh Tú với hai thằng thành phố đang chơi kìa. Úp lại nhanh lên mày ơi, đi. Ôi thằng Tượng đâu, thằng Tượng đâu? Anh Tú. Ai là cho Tú? À, sao giờ mày chưa đến rồi mày không thấy bếp núc lên nóng cái gì cả nhỉ? Lạnh tanh đi được. Hả? Anh Tượng đi vắng rồi anh. Không có gì ăn à? Nhà cháu hôm nay có tí lạc rang thôi, có ăn thì ăn, không ăn. À, thôi lạc rang được em ạ, đang đuối mà cái gì. Cũng được, cũng được. Này thế tao ăn thử nha. Ăn thử à? Ăn thử xem có lạc thằng Tượng có khác lạc bọn tao làm không mà. Ừ, mà lạc nào chẳng là lạc mà chú cứ. Mày nhầm, lạc thằng Tượng rang nó khác ngon hơn. Hay cái thằng này. Ừ? Sang nhà người khác mà cứ ngửi ngửi cái gì đấy? Mày cứ đánh hơi cái gì ấy nhỉ? Mày ngửi thấy mùi đồ ăn không? Béo. Mùi gì ấy, mùi gì? Mùi của mi nó giặt quần áo, nước giặt của nó thôi mà. Không phải cái mùi đấy. Ừ đúng rồi, có cái mùi đồ ăn. Tao cũng ngửi thấy cái mùi gì không? Đấy. Cái mùi nước giặt. Mùi em thính lắm. Tao thấy cái gì úp trong bếp kia kìa. Đâu? Cái gì đâu anh? Trong bếp đấy. Rồi. Ngồi im. Làm cái gì mới nặng này? Đi lên, vào đây xem cái gì nào. Này. Sao mà cứ phải nặng lên nhỉ? Mùi gì nhỉ? Ui trời, cái thằng này đồ ăn mày lục trong cái đống rác. Sao cái mũi mày tính mà cái não mày ngu thế à? Biết đâu nó giấu cái chỗ không ai ngờ được thì sao? Ái da. Ôi chú ơi, có đồ ăn đây chú ơi. Bọn em tìm thấy ơi. Chứ cái gì đây? Cái gì đây? Cái này là cái đồ cháu ăn... không có cái gì ăn cơ mà cháu lại còn... Cái này là cái đồ ăn trưa của bọn cháu, bây giờ chú lấy cho ăn đi rồi bọn cháu ăn trưa bằng cái gì? Đúng rồi đấy. Chú ăn trưa à? Vâng. Để tao kể cho mày câu chuyện này, câu chuyện cực kỳ buồn của cuộc đời tao. Câu chuyện gì chú? Buồn kinh khủng, cái thằng này thở lắm, khóc đi. Nhưng mà chuyện gì? Thôi, chú kể đi. Anh kể bọn em nghe đi ạ. Chúng mày biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày gì thì chú nói luôn đi, sao mà lâu thế nhỉ? Hôm nay là ngày giỗ con chúa của tao. Nhưng mà nhà anh nuôi chó đâu? Nó mất từ năm tao cơ, mới lên 10 tuổi nó đã mất rồi. Mà con chó nhà tao cực kỳ thích ăn mắm tôm đây này. Trời ơi, con hơi xấu. Chó nhà anh tên gì đấy? Hả? Chó nhà anh tên gì đấy? Con chó nhà tao tên là Mèo, trời ơi. Mèo ơi là Mèo. Tên khóc tua đi. Trời, chó ơi là. Thôi nên anh vậy, hôm nay tao sẽ thay mặt nó, tao ăn cơ con tôm này chấm với mắm tôm nha. Đấy, chứ mèo ơi, mèo ơi. Ăn từ từ thôi cho mà cháu ăn với. Ơ kìa, anh Tú ăn từ từ rồi cho em ăn với. Tao ăn để tao tưởng nhớ con chúa nhà tao, mày ăn làm cái gì? Chắc giờ con mèo nó thèm tôm lắm. Nó còn thèm tao, còn thèm hơn nó. Mày giống con chó nhỉ anh? Mèo, tao nhớ mày quá mèo ơi. Trời ơi, mèo ơi. Đấy, hết phần. Hết tôm rồi. Kìa anh Tượng về kìa. Trời ơi. À, anh Tượng về này, anh Tượng. Em vừa mới sang lúc sáng. Lại cắp cái gì hả? Hồi nãy nha, em mới luộc mấy con tôm em ăn. Xong bây giờ chú Tú hữu dân thằng Lâm Nhường Kiệt sang lấy cái lọ mắm tôm của anh chấm hết tôm của em ở đây này. Thế là nó luộc hết cả cái túi tôm lúc sáng trong mùa hay sao? Không, em luộc nhưng mà em luộc mấy con nên nó còn để cái kia kìa. Ngồi khóc cái lóc thì làm được cái gì? Để đấy tao làm cái món gỏi rong nho tôm tươi cho nhá. Vâng. Dọn đi. Dọn đi này. We'll be right back.
Rồng nho đến đây. Ôi trời ơi, tuyệt vời. Điều. Anh Tùng ơi, 10 điểm. Sao? Hấp dẫn cái cho em thử miếng cho nha. Này, cái rong nho này ăn nó là lạ nhỉ. Sao? Rong nho ăn nó cứ lạ lạ làm sao anh ạ? Nhưng mà ngon nha. Ăn cái món này giòn giòn sật sật, ngon lắm anh Tự ạ. Trời ơi. Anh cũng thấy ngon mà, ăn đi, ăn nhiều vào. Nhưng mà vừa ăn nhưng mà em cũng vừa tức nha. Sao? Thì sáng cho Tu đây, dẫn thằng Lâm với thằng Kiệt đến này, xong bắt đầu là ăn đĩa tôm của em đã đành, xong lại lấy cái lọ mắm ăn hết nửa lọ luôn. Lọ mắm nào? Cái lọ mắm mà em nhặt được trong góc bếp nhà anh ấy. Lọ mắm mình như là cũ lắm rồi. Lọ nào nhỉ? Để trong góc bếp thì chắc chắn nó phải lâu lắm rồi đấy. Vâng. Này, để lâu lắm thế có ăn được không hả? Cái gì mà không ăn được anh? Chú Tú với thằng Lâm thằng Kiệt ăn một phát hết nửa lọ luôn, còn khen ngon cơ mà. Không ăn thì để đây làm cái gì? Ăn đi. Này, em gắp canh tượng ăn này. Đấy, tượng ăn. Ê, gắp cho tớ xin con tôm với. Cái gì? Cho tớ xin một con tôm. Tay mày không với được à? Tớ chỉ gắp hộ tớ với. Cứ này, gắp kia mà gắp. Bình thường lại chi chóe rồi ăn, chi chóe nào nữa. Mời ăn đi. Gắp nhờ gắp tí. Này. Tao không thích gắp cho mày đấy. Được chưa? Rồi, nhờ lấy. Hay, mắm tôm ơi, tôm ơi, mẹ hại tao rồi, đau một bãi trời ơi. Ôi dạ, từ từ, nạn này. Lâm ơi, tao chưa đi nên đi rồi. Lâm ơi, tao buồn quá, tao cũng chả biết. Cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi hết tập phim của chúng mình. Nếu như các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, một comment này, một subscribe. Yeah.